Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng. Tiếp tục trong buổi chiều ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu đến cho quý vị và bạn một mẫu xe. Chiếc xe này thì thực ra thì cũng về từ trong năm rồi. Trong năm em bán 288 triệu đồng cơ. Thì đầu riêng này em sẽ giảm giá kịch sàn cho quý vị và các bạn. Vâng, đây là một chiếc Kia Morning SI đời 2016 phiên bản số sàn, mang biển kiểm soát 14A19971. Đây là một chiếc xe tư nhân chính chủ, một chủ từ mới. Và hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán tại cửa hàng của mình với giá tiền là 272 triệu đồng. Vâng, 272 triệu đồng anh em. Nó có một chiếc Kia Morning bản SI đời 2016 phiên bản số sàn, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới nhé. Form xe, kiểu cách xe của chiếc xe thì rất là ok. Anh em nhìn thấy mặt ga lăng cùng với lại đèn pha của chiếc xe thì rất là hợp lý này. Đấy, với giá tiền thì rất là hợp lý. Anh em có thể là chỉ cần 150 triệu đồng thôi là có thể là mang chiếc xe này về. Còn đâu ngân hàng sẽ tự giải quyết cho quý vị và các bạn. Đấy, anh em nhìn thấy đây. Chiếc xe được trang bị hệ thống ABS, hai bánh trước cùng với hệ thống túi khí. Xi nhan được tích hợp trên gương. Đấy. Đăng kiểm của chiếc xe này còn đến tháng 5 năm 2021, rất là dài và rộng cho quý vị cùng sử dụng luôn. Cụm đèn pha của chiếc xe thì cũng rất là sáng bóng đều nhau, cùng với cụm đèn sương mù được lắp đèn bi rất là đẹp. Cả trước của chiếc xe cũng là rất là ok. Bốn bánh này trang bị la răng đúc nguyên bản theo xe. Anh em thấy đây, bốn lốp của chiếc xe thì rất là mới anh em này. Bốn bánh la răng đúc nguyên bản theo xe được trang bị hệ thống ABS hai bánh trước nhé. Xe được tích hợp xi nhan trên gương cùng với gương cục xòe. Tất cả những cái tay mở cửa đều được ốp inox mạ chrome rất là sạch sẽ này. Đấy, hai lốp hai bánh sau đây là tăng cứng anh em ạ. Đấy, Kia Morning 2016 phiên bản số sàn bản SI. Chiếc xe được trang bị màn hình DVD và cao lồi cũng rất là đầy đủ cho quý vị và bạn luôn này. Đấy, đèn xe của chiếc xe này, đèn hậu của chiếc xe cũng rất là ok, cản sau của chiếc xe cũng vậy. Anh em có nhu cầu mua chiếc xe này về chạy gia đình hay chạy dịch vụ thì cũng rất là đẹp. Đây là một chiếc xe gia đình xịn, không taxi dịch vụ anh em nhé. Tuy nhiên chính chủ, một chủ từ mới cho quý vị và các bạn luôn. Đấy, form xe, kiểu dáng xe rất là ok. Cái tất cả các đường gân của chiếc xe thì từ trước đến đằng sau kia thì còn nguyên một đường, không bị đâm đụng, không tai nạn anh em này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần cánh cửa cũng như nội thất của chiếc xe này. Nội thất của chiếc xe là một bộ nội thất da nguyên bản theo xe anh em nhé. Rất là mềm. Rất là mềm anh em này. Đấy, anh em nhìn thấy bộ nội thất của chiếc xe này. Rất là ok. Chân nỉ nguyên bản theo xe này. Phần táp lô. Táp lô của chiếc xe không có khoan đục gì anh em nhé. Rất là ok này. Vâng, đây là phần ốc bản lề cũng mới đeo cánh cửa. Đây là phần táp lô và cánh trước bên phụ. Đây là phần keo chỉ. Không mất phần keo chỉ nào anh em nhé. Rất là đẹp cho quý vị và bạn luôn. Đinh bấm giàn giật của chiếc xe còn nguyên bản theo xe này. Đấy, rất là ok cho quý vị và bạn luôn. Đây, cánh cửa đây. Tiếp theo sẽ là phần cánh sau bên phụ. Đây là phần keo chỉ này. Zin cả xe luôn cho quý vị và bạn luôn nhé. Vâng, đây là phần đinh bấm giàn giật của chiếc xe này. Nguyên bản của nhà sản xuất luôn anh em nhé. Vâng, đây là phần cánh cửa. Đây là phần nội thất hàng ghế thứ hai của chiếc xe này. Vẫn là nguyên bản, sàn xiếc của chiếc xe rất là sạch sẽ này. Vâng, đây là phần đai ốc cánh cửa này cùng với lại phần chỉ bên trong này. Vâng, rất là đẹp cho quý vị và bạn luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ xem cái phần cốp sau của chiếc xe này. Vâng, đây là phần lắp cột sau đây anh em thấy đây. Đấy, chỉ rất là đẹp này. Đây là phần lốp dự phòng của chiếc xe. Đấy, lốp dự phòng cũng là la răng đúc anh em nhé. Lốp dự phòng cũng là la răng đúc nguyên bản theo xe này. Lắp cốp của chiếc xe rất hợp lý. Đây, số khung của chiếc xe đây. Đấy. Rất là ok cho quý vị bạn luôn nhé. Vâng, đây là phần gầm của chiếc xe anh em thấy đây.
Rồi bệ chiếc xe không có vấn đề gì mùng 1 anh em này. Vâng, tiếp theo sẽ là phần cánh sau bên lái của chiếc xe này. Vâng, đây anh em nhìn thấy đây. Đây là phần táp ly của chiếc xe, không có vấn đề gì khoan đục của taxi ở đây cả. Một chiếc xe tư nhân chính chủ, một chủ từ mới. Bản đủ và nét y đây. Đã được trang bị rất là đầy đủ màn hình DVD, cam nồi. Và giá tiền của chiếc xe này chỉ có 272 triệu đồng thôi. Vâng, anh em nhìn thấy đây. Tiếp theo chúng ta sẽ vào với phần cánh trước, cánh lái anh em nhé. Đây là phần keo chỉ của chiếc xe này. Rất là ok cho quý vị và bạn luôn. Đấy, đây là phần đinh bấm giật giật của chiếc xe này. Vâng, nội thất đây. Tiếp theo chúng ta sẽ bô lăng của chiếc xe đây. Xe này trang bị hệ thống ABS và túi khí anh em nhé. ABS thì hai bánh trước này. Vâng, đây là phần táp lô rất là đẹp cho quý vị và bạn luôn. Xe được tích hợp cái bô lăng này to nhỏ trên đây nhé anh em nhé. Gương cụp xe anh em này. Đấy, gương cụp xe sinh nhan là tích hợp trên gương cùng với điều hòa tự động anh em này. Xe được trang bị màn hình DVD và cam lùi rất là nét luôn anh em nhé. Vâng, anh em bỏ ra số tiền là 272 triệu đồng có thể là mua được một chiếc xe Kia Morning bản đủ mà xe tư nhân không taxi dịch vụ như thế này thì khá là ok cho quý vị và các bạn luôn. Gương kính chỉnh điện đầy đủ anh em này. Vâng, rất là hợp lý cho quý vị và bạn luôn. Đấy, gạt mưa phun nước của chiếc xe còn hoạt động rất là bình thường. Rất là ok cho quý vị và bạn luôn nhé. Vâng, anh em có nhu cầu mua chiếc xe để hệ thống túi khí này. Xe mới chạy được có 7 vạn anh em nhé. 7 vạn chuẩn luôn. Đấy, sạc rồi là nội thất của chiếc xe thì rất là ok. Đấy, nội thất phía sau đây anh em thấy đây. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái phần khoang máy của chiếc xe này một chút để biết được cái chất lượng của máy móc của chiếc xe này, xem là chất lượng nó như thế nào. Vâng, thì đây là tổng quan tổng thành về khoang máy của chiếc Kia Morning bản SI đời 2016 phiên bản số sàn, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới anh em thấy đây. Máy móc của chiếc xe lổ rất là êm, giá tiền là 272 triệu đồng, một cái giá của đầu xuân năm mới rất là đẹp. Anh em đang phân vân mua xe này rồi trong năm thì đây là thời điểm mà mua xe rất là dễ cho quý vị và bạn luôn này. Rất nhiều cái chương trình giảm giá khuyến mại. Đấy, trang bị hệ đèn sống, đèn nét rất là đẹp nha anh em nhé. Máy móc của chiếc xe anh em cam kết cho quý vị bạn là máy thực chất luôn. Vâng, thì vừa rồi em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng giới thiệu cho quý vị và các bạn về mẫu xe Kia Morning bản SI đời 2016 phiên bản số sàn mang biển kiểm soát 14A19971. Anh em có nhu cầu mua chiếc xe này thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 081 666 2386. Địa chỉ của em là số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng như thế này. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo ạ.